Khải cái mặt nhìn rất là ghét đấy. Cứ đó nhảy thì đó không? Cái chi nhìn bé tí. Cô cái lúc đầu gầm gừ, giờ không gầm gừ nữa, giờ thì chỉ chực chực nhảy nhảy thôi. Cứ nằm nằm yên đấy cho lành đâu ạ. Đòn nhà như nhố. Đeo khẩu trang. Đom đưa nhảy lại cô cái chứ. Hai ông phật nhau. Kim chi mặc kệ. Ô cái nó khỏe. Làm gì đấy cô cái? Chắc một cái đấy vẫn nấm nhẹ. Anh đi 15 ngày. Đi 13, 28 về. Đòm. Đòm như nhà như nhố. Không nói tôi chơi đùa nó như nhố đấy. Kiểu rất là. Cái này nhìn phòng này. Nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là nghệ thuật luôn. Phòng sang bên. Kim Chi không chơi à? Hả? Chi? Thôi nào.